tính đến ngày 23 tháng 3, toàn tỉnh Bình Dương có hơn 613.000 bệnh nhân khỏi bệnh hoàn thành cách ly điều trị tại nhà. Trong số bệnh nhân khỏi bệnh hoàn thành cách ly tại nhà, nhiều người cho rằng F0 khỏi bệnh thì không cần phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng F0 mới khỏi bệnh có khả năng tái nhiễm nhiều lần, nhất là người chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Theo hướng dẫn cập nhật mới nhất của Bộ Y tế, người sau khi mắc COVID-19 được điều trị khỏi bệnh hồi phục Gia hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định cần sớm được tiêm chủng vaccine COVID-19, bao gồm các liều vaccine cơ bản và mũi tiêm nhắc lại mũi 3. Bác sĩ Quỳnh Minh Chính, phó giám đốc sở y tế tỉnh Bình Dương cho biết, mặc dù F0 khỏi bệnh đã có mức độ miễn dịch nhất định, nhưng vẫn có nguy cơ tái nhiễm COVID-19. Đặc biệt là khi tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến phức tạp. F0 mới khỏi bệnh có khả năng tái nhiễm nhiều lần, nhất là người chưa tiêm vaccine, trong khi kháng thể có được sau khi nhiễm bệnh đã có hiệu quả các cơ quan y tế khuyến khích F0 khỏi bệnh vẫn nên tiêm vaccine. Vì tiêm chủng cung cấp thêm một lớp bảo vệ, làm giảm nguy cơ tái nhiễm và ngăn chặn sự lây lan của virus.